ở nguồn từ Trung Quốc. Súp nấm tuyết nấu cua có dược liệu bổ gan, dùng trong bữa tiệc ngon lành. Với món súp nấm tuyết, chúng ta cần vật liệu như sau: 70g nấm tuyết, đây là nấm khô chưa ngâm nước; 150g thịt cua, thịt cua này đã được tách vỏ lấy phần nạc; 3 trứng gà và 1kg đầu gà. Gia vị gồm có 60g bột năng, 60g nước lã, muối, tiêu, đường, bột ngọt, dầu mè. Cách thực hiện: nấm tuyết ngâm trong nước cho nở, cho 2kg nước lã vào trong nồi bắc lên nấu cho sôi. 2kg nước lã bằng 6 lon sữa bò nước. Nước sôi, cho đầu gà vào. Cho 1 muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng cà phê muối. Đầu gà hầm 20 phút để lấy nước ngọt. Chúng ta quậy bột năng. Cho nước lã vào. Quậy bột năng lên cho mịn. Vớt đầu gà cho ra ngoài và hớt bọt cho nước được trong. Cho thịt cua vào nồi súp. Pha gia vị vào trong nồi súp. Nửa muỗng cà phê muối. Hai muỗng cà phê bột ngọt. Hai muỗng cà phê đường. 2 muỗng cà phê dầu mè. Trộn gia vị lên cho đều. Cho gia vị vào nồi súp. Sau đó cho bột năng vào, quậy lên cho đều. Đập trứng gà cho vào trong tô. Đánh trứng lên cho đều. Cho trứng vào trong nồi súp. Cho nấm tuyết vào.
Đợi cho súp sôi là một lần nữa rồi nhắc xuống. Cho súp ra tô, rắc tiêu lên mặt. Rải ngò lên mặt. Món súp này dùng